Dạ vâng, em Kim thân mến chào toàn thể cô chú anh chị đang xem video của em Kim nha. Hôm nay em Kim tiếp tục review một cái sản phẩm mang thương hiệu Yanma VO100. VO100 này là nó tương đương với 04 nha. Rất là nhiều anh chị em mình là hỏi em là có 04 tài chính thấp hay không. Thì hôm nay có hàng cho anh chị rồi nè. 470 triệu, 470 triệu thì anh chị sẽ sở hữu được một cái chiếc máy đào mang thương hiệu Yanma VO100 với giá 470 triệu. Thì những cái thông số kỹ thuật thì em Kim thông báo cho anh chị mình luôn ha. Cái chiều ngang của nó là 2m23, chiều dài từ cái lam này qua tới cái phần mông á, là mình phủ bì là khoảng 3m rưỡi, chiều cao an toàn là 2m6 ha, chiều cao an toàn là 2m6. Rồi cái cần Yanma thì cô chú anh chị mình đã sử dụng qua rồi thì biết rồi ha, nó rất là dài, dài hơn những cái dòng xe khác, cho nên là rất là phù hợp cho những cái quý công ty cũng như là công trình mình muốn tài chính thấp, giống như là mình bỏ ra cái tiền đầu tư nó ít một chút mà mau lấy lại vốn mà làm việc hiệu quả thì sở hữu ngay cái em này giúp giùm em Kim ha. Là vì em này á, nó hiện tại là nó đang có cái đường búa nguyên bản mà người ta không có xài, người ta viết ở dưới đây nè, thấy không ha. Đây là nó làm rất là chi tiết và tỉ mỉ luôn. Cái dòng sản phẩm này á, là hôm trước em chiếc này là em bán về cho khách rồi nè, em đang bảo dưỡng để chuẩn bị giao cho khách, thì còn lại một chiếc này đó. Cái chiều cao của nó, cái dàn mâm của nó từ dưới trưng đi lên rất là cao ha, đụng tới cái dàn mâm là tới 8m rưỡi. Ủa, 8 chiều cao mà từ cái dàn mâm đi lên đó là nó 85 lận nha, nó tới 85 cm, cho nên là nó tương đối là cao. Cái điều đặc biệt ở đây em Kim muốn giới thiệu đến anh chị là nó xài xích là chung với 0405 luôn ha, là nó xài xích rất là dày to, bản lớn bước 175. Với lại là cái đùi nè, cái điều mà em giới thiệu anh chị là cái đùi nè, cái đùi nó bự dữ lắm nha, cái đùi nó 32 lận nha. Đó thì giờ em đặt ha, em đặt cái thước vô cho anh chị mình xem thực tế nè, đó. Nó tới 32 nè. Thấy không? Đấy, từ đây qua đây nè nó tới 32 nha. Có nghĩa là bề rộng của nó đó, bề hoành của nó là tới 32 thì tương đương là cái nhông ở bên trong đó, nó rất là to nha. To thì nó khỏe rồi đó. Đó, bình thường là to là khỏe thôi ha. Rồi, cái bánh răng của nó nè, bánh răng của nó còn mập u nè. Đó, em đặt cái thước vô như vậy cho anh chị mình xem ha, là mình biết được cái bánh răng của nó độ dày. Rồi cái độ mà bề hoành nè, đó mình quay như vậy đi cho dễ nè ha. Tại vì nó nhỏ quá kích thước nè, đó. Vậy nè, cho nên là mình thấy cái quần phiết này nè, nó còn rất là đẹp luôn, cho nên là nó dày lắm nha. Rồi ắc yết thì khỏi phải chê rồi, ắc yết nó rất là tròn ha. Ắc nó tròn dữ lắm nha. Đó, còn cái này nè, mình để ngang vậy là mình thấy nè, cái sự hao mòn của nó rất là ít luôn, hầu như là cái tỷ lệ của nó rất là thấp, cho nên là anh chị nào mà đang muốn sở hữu cái dòng này thì cứ yên tâm. Đó, thứ nhất là cái xích nè, đó em quay gần cho anh chị mình xem là cái xích nè, đó em quay cái độ dày của nó nè, quay luôn cái lá xích cho anh chị mình thấy nè, cái độ dày của xích nè, độ dày của xích. Để em đặt cái thước chưa, em đặt cái thước chưa cho anh chị mình xem luôn ha. Đấy, rất là dày ha, từ cái bù lon con tán nè, rất là đẹp luôn, bánh sao da lê gì đẹp. Rồi em quay luôn cho cô chú mình xem cái dàn ắc này, dàn ắc ở phía dưới nè. Đó, dàn ắc này là khỏi phải chê ha. Đấy, con này là dàn ắc này là cực kỳ xinh luôn. Đó, tắc của nó cũng còn dày. Đó, còn em báo thêm cho cô chú mình dễ thông hiểu nè. Đó, cái dàn đít này nè, cái dàn mông á là em có sơn dặm lại để cho điều xe điều màu cho nó đẹp. Hình như là cái dàn lông con này là em đã bảo dưỡng rồi nè. Em bảo dưỡng sơn lại hết, nhưng mà con cái là bên trong vẫn giữ nguyên nha. Giống như là em giới thiệu thêm nè, đó. Đây là sơn, còn đây là nước sơn rin của nó nè. Đó, bên trong nước sơn rin nè, cái này là rin luôn ha, nước sơn rin của em nó luôn, dở lên. Thậm chí là cái bộ công tắc của mình cũng chưa rửa luôn nè. Đó, thấy không, nó khô ráo như thế này ha. Đây, chân chạy rồi nè. Đó, bên trong cabin là nội thất là rin 100%, kể cả cái cabin cũng nước sơn rin. Chỉ có bên ngoài là nó hơi trầy chỗ xấu xí thì em Kim có dặm và sơn giá, dặm giá lại ha. Đó. Rồi, anh chị nào đang quan tâm tới dòng sản phẩm này thì vui lòng liên hệ cho em Kim vào số 0966 340 640 với giá là 470 triệu, giá tại kho cho anh chị mình luôn. Đó, anh nào mà đầu tư vô ngắn hạn để mà mau lấy lại vốn đó, thì sở hữu ngay cái em 04 này nha. Cái này là VO 100 giá 470 triệu. Đấy, mình sở hữu cái em này là vô mình làm công trình, một vài công trình là có thể lấy lại vốn rồi nha. Có thể lấy lại vốn rồi. Đó, thì đầu tư ít mà ngắn hạn thì nên sở hữu em này, giá rẻ mà nó làm việc hiệu quả. Đít tròn thì quay vô trong làm công trình thì nó khá là ok luôn, làm vườn là khỏi phải chê ha. Tại vì em đã bán một cái sản phẩm này về miền Tây rồi, có nhiều anh chị mình xài rồi và phản bét lại cho em rồi, làm việc rất là hiệu quả. Đặc biệt là cái giờ này nó sử dụng cái động cơ Yanma, tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị mình luôn. Rồi bây giờ là em quay cái động cơ cho anh chị mình tham khảo luôn nha.
đại là em quay cái động cơ cho anh chị mình xem tham khảo, và sẵn tiện đây em quay sơ bộ cái thân hình của em. Nó là nó rất là tôm tắt nha, cái cần dài cực kỳ luôn ha, cái cần dài nha. Nói chung là nó dài theo cái bản riêng của nó, là dài hơn những cái dòng xe khác thôi, chứ không phải là mình độ chế gì mà dài đâu. Rồi em này nó đang sở hữu là cái máy lạnh luôn, cái máy lạnh nguyên bản của nó luôn, nên là mình có thể làm công trình phá vỡ là bụi bặm là mấy anh khỏi phải lo nha. Nhiều khi mấy tài xế lái xe rồi nó cũng sạch sẽ an toàn hơn. Nhiều tài xế họ ưa chuộng không có kén tài xế ha. Rồi bây giờ là em Kim dẫn cô chú mình vào xem cái động cơ, tại vì nó này nó hơi chặt ha, nó chặt tầm có 20 cm em phải chen vào nè đó. Rồi em gửi đến cô chú anh chị mình xem cái động cơ giúp giùm em Kim ha. Động cơ là động cơ Yamaha nha, đây em dỡ lên đây đấy. Rồi đó là động cơ Yamaha. Rồi máy lạnh là nguyên bản nha cô chú anh chị, máy lạnh là nguyên bản động cơ Yamaha, khô ráo sạch sẽ nè, kể cả heo dầu heo bọng nè. Em dỡ lên cho cô chú mình xem ha. Cái màu đen này là màu đen quyền bí nha, màu đen là trời đánh phải gồi đèn pin nè, cho nên là mấy anh mà mua xe thì cứ yên tâm. Rồi nhìn mấy anh nhìn giúp em nè, đó rất là đen luôn. Nói chung là cái này nó theo cái hiện trạng mà em Kim đánh giá là nó khô ráo sạch sẽ. Đây cái bơm nè, mấy anh chị xem cái bơm nè, cái bơm rất là to nha. Cái bơm này là bơm lớn, cho nên là mã lực của nó cực kỳ lớn. Khi mà mình làm công trình cẩu cống đồ, nhiều cái xe kia nó cẩu không nổi, chứ đưa cái em này vô là làm được hết nha cô chú anh chị. Đó, làm được hết. Còn cái video hoạt động máy là em Kim sẽ test ngay buổi trưa ngày hôm nay cho anh chị mình xem và tham khảo luôn ha, ngay buổi trưa ngày hôm nay. Rồi cái điểm xấu của em nó nè, nè đó, nó bị nứt nứt nè. Cái này thì không thành vấn đề ha, bình nước hồi thôi. Rồi em giới thiệu thêm cho anh chị mình xem nè. Đó, thứ nhất á là bên ngoài em sơn, nhưng mà bên trong á là nó vẫn giữ nước sơn riêng nè. Đó, thấy không? Đó, nó không có mớp hay là chắp vá gì hết á, cho nên là mình nhìn gì nó cũng dễ hơn. Nhiều người ta nói nó lủng người giá hay sơn lại, ai biết. Thật ra mình nhìn bên trong là mình biết liền nha anh chị, mình nhìn bên trong mình biết liền. Chứ là cái nơi bán mà nó uy tín thì người ta nói một là một, hai là hai, người ta không có dám lấy cái uy tín mà người ta ra đùa giỡn đâu. Cho nên là mấy anh cũng yên tâm nha. Đó, các nước là nó không có một cái dấu tích gì luôn, rất là đẹp, rộn rẽ, sạch sẽ. Rồi, anh chị nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì vui lòng liên hệ cho em vào số 0966340640 nha. Em đọc lại để anh chị dễ lưu hơn nè, 0966340640, với giá 470 triệu là sở hữu cái chiếc 04 này, tài chính thấp, mau lấy lệ vốn, gọi ngay cho em đi vào số 0966340640 nha.